À, chưa cái đề thi của sở hôm vừa rồi nhá, sở Hà Nội nhá. Câu 1 này, tiếng trống trường khi lan truyền trong không khí là sóng gì? Sóng dọc hay sóng ngang? Sao biết sóng dọc? Sóng ngang truyền ở đâu? Chất rắn và bề mặt chất lỏng, đây là sóng ngang. Còn sóng dọc thì gì? Trong các môi trường luôn đúng không? Mà ví dụ như sóng âm thì truyền trong không khí rồi, như vậy phải là gì? Sóng dọc. Tự nhiên. Câu 2, sóng vô tuyến được ứng dụng trong thông tin liên lạc giữa trái đất và vệ tinh. Trái đất và vệ tinh thì phải sóng gì? Cực ngắn. Câu 3, một con ắc đơn có chiều dài L, dao động vân vân này, chu kỳ. À đây hỏi tần số chứ, tần số T bằng 1 trên 2 pi căn L trên G, G trên L ở Thái. G trên L. Tần số thì đây đang là F mà. Không nghe câu sau rồi. Những thằng hận đời thường nó cứ có vấn đề về trí tuệ. Câu 4, F bằng gì nào? Lực điện K nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho epsilon nhân với R bình. Như vậy lực thì tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, đúng không? Như vậy phải là gì đáp án? C đúng không? Có độ lớn tỷ lệ với. Mọi người lưu ý này, có ai chọn đáp án A không? Có ai chọn đáp án A giơ tay? Chắc chắn có khi có người chọn đấy. Khi người ta dùng từ tỷ lệ thì sẽ hiểu là tỷ lệ thuận, được chưa? Còn nếu người ta dùng là lực tương đắc điện giữa chúng có độ lớn tỷ lệ nghịch với, nếu người ta dùng từ tỷ lệ nghịch với thì sẽ phải là R bình, còn tỷ lệ với thì phải là 1 trên R bình, được chưa? Nhớ nhá, không nhiều người là bị nhầm khái niệm đấy. Câu 5, sóng cơ không lan truyền được trong môi trường nào sau đây? Cái này dễ rồi. Câu 6, hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng các e bị bật ra khỏi bàn kim loại do tác dụng của ánh sáng bức sóng thích hợp. Phân biệt quang điện ngoài, quang điện trong này. Quang điện ngoài là gì? E bật ra ngoài, đúng không? Quang điện trong là gì? E bật ra khỏi vị trí nhưng không ra khỏi khối chất. Ví dụ em có cái bút trên mặt bàn này, quang điện ngoài là cái bút này ra khỏi mặt bàn, còn quang điện trong là bút từ mặt bàn, từ vị trí này sang vị trí khác nhưng vẫn nằm trên mặt bàn. Hiểu chưa? Mà quang điện trong thì ứng dụng để làm gì? Pin quang điện. Được chưa? Đấy, nhớ nhá. Quang điện ngoài được hình thành dòng điện rồi, mất e rồi gì? Đấy, để đo bức sóng. Được chưa? Câu 7. Khi nói về tia x có bức sóng từ đâu nhỉ? 10 mũ trừ 8 đến trừ 12, trừ 8 trừ 10 là Röntgen mềm, trừ 10 trừ 12 là Röntgen cứng. Đấy, cứ nhắc đến câu nào lại nhắc lại một chút lý thuyết. Như vậy đáp án câu 7 là gì? Không đúng này. Gây ra phản ứng quang hợp. Röntgen là đúng này. Ion hóa không khí là đúng này. Không bị lệch trong điện trường đúng này. Gây ra phản ứng quang hợp là sai này, đúng không? Nó có tính đâm xuyên mà, đúng không? Được chưa? Phản ứng quang hợp là gì? Ánh sáng nhìn thấy. Còn nhớ phản ứng quang hợp trong hóa không? CO2 cộng nước, mũi tên, ánh sáng và diệp lục thì tạo ra gì? Tinh bột là C6H10O5 đóng ngoặc L lần, đúng không? Đúng chưa? Chứ ông cứ toàn dùng Röntgen với tử ngoại thì gây làm sao được quang hợp? Chỉ có ung thư da mà chết. Câu 8, tần số dao động chất điểm là 10 Hz. Câu 9, một trong những ứng dụng của tia tử ngoại là diệt khuẩn, chính xác. Chụp ảnh trong bóng tối phải là gì? Hồng ngoại, đúng không? Chiếu điện, chụp điện thì là gì? Tia tử ngoại hoặc tia X, được chưa? Nhưng mà tia tử ngoại thì nó kém hơn, vì tử ngoại thường chỉ dùng để tìm các cái vết hư hỏng trên bề mặt, nó rất là lông thôi, được chưa? Câu 10, khi nói về sóng điện từ, phát biểu là sau đây sai? C à? Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, điện trường từ trường biến thiên cùng tần số nhưng ngược pha. Sai từ ngược pha đúng không? Ba thằng vuông pha đôi một. Ba thằng vuông pha đôi một. Cứ nhớ thế đúng không? Được chưa? Chào.
trong cái sơ đồ màu ấy có cần mở ra không? 3 thằng vuông pha à, theo 3 cái phương vuông góc với nhau ấy, đôi một ấy. Đấy. Được chưa? Còn nó cùng pha. Câu 11. Hai nguyên tử A và B là đồng vị của nhau, hạt nhân có cùng. Đồng vị là cùng số proton nhưng khác nhau số neutron đúng không? B. Neutron là gì á? Nucleon là gồm proton và neutron. Đấy là học trong chương hạt nhân. Được chưa? Câu 12. Khi chiếu một chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorescein thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục, đây là hiện tượng quang phát quang. Câu này đã từng thi rồi nhá, trong đề thi tốt nghiệp của một năm có thi rồi, nhớ câu này. Quang phổ của một vật rắn nóng sáng phát ra là quang phổ liên tục à? Đâu ai chọn đáp án thì bên này in thế. Một hệ thống gồm các vạch tối trên dải màu sắc biến đổi liên tục á? Em nhớ rằng là quang phổ hấp thụ và phát xạ là do gì phát ra? Do gì? Chất khí, đúng không? Hấp thụ hay phát xạ là do chất khí, còn chất rắn là phát ra quang phổ liên tục. Được chưa? Hôm nay phải dở tài liệu ra thôi. Mở sơ đồ ra đi, chẳng nhớ cái gì cả lý thuyết này. Mở sơ đồ ra. Vừa mới nói lại cái câu đấy hôm trước xong giờ lại quên, mặt ngẩn ngơ ấy. Mở sơ đồ 22. Mở sơ đồ 22. Quang phổ vạch phát xạ, nguồn phát sáng là chất khí hay hơi này. Quang phổ hấp thụ, nguồn phát sáng cũng là chất khí hay hơi này. Đúng không? Chỉ có quang phổ liên tục thì nguồn phát sáng nó là có chất rắn, chất lỏng và chất khí. Được chưa? Và nhớ rằng nó không phụ thuộc vào gì thành phần mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng. Được chưa? Nhiệt đáp án gì? B, C. C thì sao? Nó phải là màu biến đổi liên tục chứ không phải là chỉ là 7 màu. Được chưa? 13B. Câu 14. Nếu một con lắc đang dao động duy trì thì đều không đổi đúng không? Ok. Câu 15, công thức là gì nhỉ? F bằng NP có trên 60 hay không thì tùy bài. Phải nhìn vào cái tần số vòng trên phút hay vòng trên giây. Nếu vòng trên giây thì không có trên 60 đâu. Còn vòng trên phút thì phải là NP trên 60. Hay số là được bao nhiêu? 60 luôn à. Câu 16. Giới hạn quang điện là lambda không đúng không? Tính đi. Người ta cho gì rồi? Cho năng lượng cần thiết rồi đúng không? 0,66 EV. Cho HC rồi. Mọi người tính ra lambda không gì? D gì? 1,88 à? Micromet à? Ok. Có ai không tính được câu 16 không? Thái? Không tính được á? À? Biết công thức không? Nghĩ Epsilon bằng HC trên lambda 0. Được chưa? Hay nói là A bằng HC lambda 0 đi. Đấy. Đi ra đấy. HC bằng bao nhiêu? 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25. Còn EV? Nhân 10 mũ trừ 19 joule. MEV thì là trừ 13. Được chưa? Ai hiểu chưa? 17. Từ không khí chiếu xiên một chùm sáng hẹp song song gồm các bức xạ đơn sắc tím, đỏ, lam, vàng. So với phương của tia tới, độ lệch của các tia khúc xạ theo thứ tự tăng dần là tia nào bị lệch nhiều nhất? Tím lệch nhiều nhất đúng không? Cứ thế mà chọn. Đây là đang bảo thứ tự tăng dần đúng không? Đây đáp án gì? Đúng chưa? Nào trường làm được không? Ok. C gì? Nhớ nhá, tím lệch nhiều nhất, đỏ lệch ít nhất, ghi cái câu đấy vào đi. Tím lệch nhiều nhất, đỏ lệch ít nhất. Câu 18. Sóng âm có mấy đặc trưng? Sóng âm có mấy đặc trưng?
Rồi, hai cái là vật lý và sinh lý. Trong vật lý có ba cái, trong sinh lý cũng có ba cái, đúng không? Kể tên đặc trưng sinh lý của nó là gì? Độ cao to à? Cao to có đẹp trai không? Tưởng cao to đẹp trai. Độ cao, độ to và âm sắc. Độ to phụ thuộc vào gì? Độ to thì phụ thuộc vào gì? Chiều dài là sai rồi. Nào, độ to phụ thuộc vào gì? F là gì? Ơ à, sao bao nhiêu người không trả lời à? F rồi, tần số là F rồi còn gì nữa không? Mỗi F được à? A. A phải là âm sắc. Âm sắc thì mới phụ thuộc vào gì? Cái biên độ, chính là đồ thị dao động âm, đúng không? Độ to phụ thuộc gì không? Mức cường độ âm không? Mức cường độ âm không? Mở sơ đồ bao nhiêu? Ôi, quên hết của tôi rồi. Sơ đồ 11 mở ra. Có cái bảng tóm tắt đi. Đọc lại hết luôn đi nhá. Đọc lại hết luôn đi. Sơ đồ 11. Đọc lại hết. Một là cái tần số này. Tần số thì liên quan đến gì? Trầm bổng. Tần số thì liên quan đến trầm bổng này, hay còn gọi là cao này, cao thấp đấy. Cường độ âm này, mức cường độ âm này, và đồ thị dao động âm. Sau đó tiếp tục đến độ cao, độ to và âm sắc. Được chưa? Đấy. Thế mọi người nhìn thấy độ to có chữ L và F chưa? L chẳng là mức cường độ âm à? Ông hét to nó phải khác với ông nói ní ní chứ. Chiều dài gì đây? L lại còn chiều dài. Đúng là quý tú. Kiểu như cha nhìn trộm được tờ tài liệu, đúng không? Nhắc đến độ to là phải có mức cường độ âm. Được chưa? Còn nhắc đến âm sắc là phải có đồ thị dao động âm. Chính là cái A ấy, biên độ ấy. Còn đâu cả ba cái đều có âm, có tần số hết. Lên cái tần số đừng có nhắc vào làm gì, mất thì giờ. Thằng nào chẳng có tần số. Nào, nghe được chưa? Thế tự viết tròn gì nhá. Đáp án gì nào? Nào 18, âm sắc thì phải có gì rồi? Biên độ. Âm sắc thì phải có biên độ, hay chính là đồ thị dao động đấy, đúng không? Nào 18. Ôi trời, sau khi nhắc lý chứ xong 3 đáp án ACD rồi. Bên này D à? Trường C à? Là 2 đáp án A. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý cho phép ta phân biệt được các âm có cùng tần số do các nhạc cụ khác nhau phát ra. Do các nhạc cụ khác nhau phát ra, em nghe tiếng đàn piano khác, tiếng guitar khác, tiếng sáo khác, thì âm sắc chính là giúp ta phân biệt các loại nhạc cụ có cùng tần số. Được chưa? Như vậy C. Câu 19. Đây là công thức của lớp 11, Y bằng Epsilon chính là E chia cho R ngoài cộng R nhỏ. Ghi đi, Y bằng E chia R ngoài cộng R nhỏ. R ngoài là điện trở mạch ngoài, còn R nhỏ là điện trở của nguồn. Được chưa? Thay số vào thôi. 6 chia cho 12 đúng không? 0,5. Được chưa? Như vậy mọi người thấy rằng gì? Người ta kiểm tra kiến thức lớp 11 rất đơn giản, chỉ cần em thuộc công thức và thay số, chấm hết, không biến đổi gì hết. Nhưng vấn đề là chương nào nó cũng có hỏi. Ví dụ như bây giờ hỏi mọi người công thức tính gì, cảm ứng từ B là có khi là toang rồi. Đúng rồi, có 3 công thức đọc được không? Một, cứ giả sử không đọc đi, có ai đọc được 3 công thức của cảm ứng từ B không? Một là dây dẫn thẳng dài, một là vòng tròn, hai là ống dây. Những ai đọc được nào? Ngồi im đây, bên này ngồi im đây. Hai cái đồng chí bằng mấy bằng đầu này, Trường Ngọc Anh rồi, ngồi im đây. Ống đây là 4 bi. Nào câu 20. Độ khối delta M đúng không? Tính gì? Ra đáp án D à? Ok nhá, câu này dễ không phải chữa đâu nhá.
Câu 21. Câu 21 này. Có cùng biên độ A1, A2 bằng 4 này. Nếu biên độ dao động tổng hợp cũng là 4. Nghi là 2 pi trên 3 rồi đúng không? Pi trên 3. Thì độ à đây là độ lệch pha của dao động tổng hợp so với dao động thành phần là không phải. Nếu người ta hỏi là độ lệch pha của hai dao động thành phần thì sẽ là 120 độ. Còn đây nó hỏi là độ lệch pha của dao động tổng hợp và dao động thành phần thì là một nửa của 120 độ là 60 độ. Vì chỉ có hình thoi với góc ở giữa là 120 độ thì mới có ba cạnh bằng nhau. A1, A2 và A bằng nhau. Nên nhắc thấy đều là 4 hết, biết ngay là 120 độ. Nhưng mà người ta hỏi là giữa dao động tổng hợp và cái thành phần thì giữa hai cái đấy và thằng ở giữa. Mọi người vẽ cái hình thoi có góc bẹt là thấy ngay. Được chưa? Vậy là 60 độ. Hình dung chưa? Em nha. Câu 22. Điện trở và cuộn cảm đúng không? Điện trở và cuộn cảm thì U sớm pha ni. Đúng không? U sớm pha ni. Mà phi U nó là pi trên 2 thì phi Y phải là gì? Phi Y phải. Nhưng mà nó đang bảo là trong khoảng nào mà? Không đến pi à? Có bằng được không? Bây giờ ta xét nha, ta xét thử này, bằng 0 đi. Có nghĩa là UI cùng pha. Một là cộng hưởng, hai là chỉ có R đúng không? Xem có D nào chỉ có R không? Điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện đều có giá trị khác không? Như vậy là có thể xảy ra cộng hưởng. Có thể xảy ra cộng hưởng chứ. Em đã biết cái L cả C là có bằng nhau hay không đâu đúng không? Như vậy có thể bằng 0 được mà đúng không? Mọi người hiểu không? Ở đây người ta chỉ bảo là có R, L, C mà chưa biết L cả ZL, ZC có bằng nhau hay không mà đúng không? Thế thì vẫn có thể xảy ra trường cộng hưởng chứ. Như vậy vẫn có thể là phi bằng 0. Thế thì C có thể đúng. B cả D vẫn có thể đúng. Vì nó lấy từ âm đến dương thì vẫn đi qua số 0 mà. Đúng không? Bây giờ xem thử pi trên 2 nhé. Nếu là pi trên 2 thì sao? Nếu là bằng pi trên 2 thì sao? À, mọi người lập luận đi là xong thôi mà. Anh đang nói phi y hay là phi y không? Bây giờ người ta đang hỏi là phi y mà đúng không? Thì ta vừa xét trường hợp phi y bằng 0 rồi đúng không? Việc phi y bằng pi trên 2, bây giờ ta xét hai cái dấu bằng trước đi. Đúng không? Bởi các đáp án này khác nhau dấu bằng mà. Nhưng giả sử nhá, nếu pi trên 2 mà đúng thì CD có thể đúng rồi. A vừa rồi ta thử số 0 được mà đúng không? Đúng chưa? Mà A không lấy số 0 thì bỏ đi chưa? Nào mọi người thử đi xem nào. Sợ có nhiều người không biết làm cơ. Bây giờ đang hướng dẫn để cho mà làm. Cộng hưởng thì UI cùng pha thì pi trên 2 đúng. Như vậy chắc chắn là có pi trên 2. Nếu mà góc phi của Y bằng 0 thì U sớm pha ni 90 độ. Hình dung đấy. Cái ngồi im đấy, tôi trường hiểu không? Anh nhớ lại nhá, không sợ nhiều người lại nghe lại loạn loạn lên. Anh giả sử phi y bằng pi trên 2 thì u và y cùng pha. Cùng pha thì là cộng hưởng mà bài này xảy ra cộng hưởng được đúng không? Như vậy pi trên 2 đúng nhá. Tiếp tục anh giả sử phi y bằng 0. U sớm pha ni 90 độ. Đã có R thì không bao giờ sớm pha được 90 độ. Đúng không? Cứ có R là phải lấy xiên lên hoặc xiên xuống mà. Đúng chưa? Như vậy là trường hợp nào được? Trường nào được? Được nhìn đế, nhìn đi. Trường nào? Còn mỗi A tôi còn gì nữa? Tôi vừa bảo là không thì anh biết là anh phải nói lại bởi vì sợ mọi người đang hiểu hai khái niệm này. Một là phi y, hai là delta phi. Lần đầu tiên anh nói là nói delta phi bằng 0 bởi vì nó không có lệch pha thì lúc ấy mình suy ra phi bằng pi trên 2. Nhưng đến lúc anh nói sau thì anh nói là phi y bằng pi trên 2, nhấn mạnh lại là sau này anh nói bằng phi y thì bọn em sẽ nhìn chọn đáp án dễ hơn. Không là bọn em sẽ bị nhầm giữa delta phi và phi y. Có hiểu không? Thế
đang bảo rồi, anh vừa bảo là gì? Nếu phi y bằng b trên 2 mà thì mới cùng pha thì cộng hưởng là được. Nếu phi y bằng 0 thì u sớm pha đi 90 độ. Lúc đấy bắt buộc phải không có r mà đề bài lại có r gì. Đúng chưa? Như vậy chỉ có thể là đáp án A. Câu 23. Đâu câu 23? Chỉ cần bấm máy thôi đúng không? Hai bấm được không? Đấy, thật không? Đừng có gật đầu vớ vẩn. Công thức của mình là gì? Hệ số công suất là cốt phi. Được chưa? Nó công thức đơn giản gì? Câu 24 ai làm được không? Câu 24 này là liên quan đến hóa nhiều hơn mà đúng ra phải, đúng ra phải xếp phần dưới. Đây bắt đầu nó xếp lung tung cái trang này rồi. Định luật Faraday là gì? M bằng, chép vào đi, M bằng AIT trên NF. Và đương lượng, đương lượng điện hóa người ta đặt là K bằng, K bằng A trên NF. Đương lượng điện hóa là K bằng A trên NF. Vì sao? Mọi người nhìn vào công thức này, IT là biến, tùy thuộc vào việc điện phân trong thời gian bao lâu và cường độ dòng điện bao lâu, bao nhiêu đúng không? Nhưng A, N và F là cố định đối với mỗi nguyên tố. Đối với đồng, A là 64, N là 2, N là hóa trị mà đúng không? F là hàng số rồi, 96.500 rồi. Thế thì có phải là đối với mỗi nguyên tố thì A trên NF là hàng số không? Do đó người ta đặt K bằng A trên NF gọi là đương lượng điện hóa của nguyên tố đó. Được chưa? Vì em chỉ thay số vào thôi là xong mà. Thay vào ta có này, đề đang cho 2,98 đúng không? 2,98 thì bằng K nhân với, nhân với gì? Y bằng 5 đúng không? Nhân với T bằng mấy? 3 phút và nhớ đổi sang giây. 3 nhân 60 đúng không? Được chưa? Tự bấm máy đi. Hai vị 98 là còn nhân với 10 mũ trừ 4 đấy nhá, đúng không? Đúng trừ 4. Từ bấm đi xem nào, ra bao nhiêu? 3,31 nhân 10 mũ trừ 7 à? Đơn vị là, đơn vị là kg trên C. Được chưa? Cái M của mình 2,98 đang là kg rồi còn gì đúng không? Mà đơn vị chuẩn là kg mà. Được chưa? Nào viết được chưa? Viết công thức được chưa? Hà Anh, Cả Nguyệt. Câu 25 lại câu dễ. Thế bảo là bắt đầu từ cái trang này là để xếp lung tung rồi, nên ta cứ làm các câu ở mức 30 câu trước đi. Hiệu dụng 2 căn 2 thì giá trị cường độ cực đại là 4. Đấy, câu này so với câu 24 có một trường một vực. Câu 26. Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L, C chưa biết, F biết. Công thức là gì nhỉ? F bằng 1 trên 2 pi căn LC. Tự thay số vào nhá. Nhớ đổi đơn vị. Nhớ đổi đơn vị. À, tin tưởng nhá, tôi không bấm máy mấy câu này đâu nhá. Ai không biết thì viết công thức vào đi. Câu 27, hạt nhân. T biết, T lớn biết này. M không biết. M biết. Giá trị T nhỏ, dễ quá rồi, dùng công thức gì? M bằng M không chia cho 2 mũ T nhỏ trên T lớn. Nên dùng công thức này. Vì nếu dùng công thức kia em là phải tính cái gì? Nếu dùng công thức còn lại phải tính cái gì? Hằng số phóng xạ lambda đúng không? Lambda bằng len 2 trên T. Nhưng khi mọi người dùng công thức lambda bằng len 2 trên T ấy, rất nhiều học sinh bị sai ở chỗ không đổi đơn vị. Có hiểu không? Đơn vị của nó phải là giây, mà đề bài cho là ngày,
khi ông tính hằng số phóng xạ lambda thì bắt buộc phải đổi t từ ngày sang giây. Còn nếu tính công thức này thì tự hai đơn vị ngày nó triệt tiêu đúng không? Thì mình ra t nhỏ cũng là ngày mà. Đấy, nên mọi người phải tránh dùng cái công thức lambda ra. Nhiều người không để ý đâu, có khi nói bây giờ bắt đầu mình ngớ cái người ra ấy. Mày thế mình không dùng công thức đấy. Thật đấy chứ. Có những cái bài tính tuổi nhá, cho Urani là 4,5 triệu năm phải đổi sang giây. Thì em biết là số to cỡ nào rồi đấy. 4,5 x 10 mũ 9, 4,5 tỷ năm chứ. Đấy. Mà đổi sang giây đấy thì không biết là như nào đấy. Đáp án gì nhỉ? D à? Ông nào random chết rồi, đúng không? Nhà câu này phải random thì lại phải xem lại mình. 28. Trên một sợi dây dài 2 mét, hai đầu cố định, sóng dừng hai đầu cố định à? Cái bài này như là giải bất phương trình à? F trong phạm vi từ 11 đến 19 mà mình sẽ xem là K lớn mấy nhỏ mấy đúng không? Xong chọn là K gì? Như vậy công thức là L bằng K lambda trên 2. L bằng K lambda trên 2. Mà lambda thì bằng gì? V trên F đúng không? K nhân với V trên 2F. Suy ra F bằng KV trên 2L. F bằng KV trên 2L. Em cho cái F đấy lớn hơn 11, nhỏ hơn 19. Thay V thay L vào tính được K lớn mấy nhỏ mấy đúng không? Đừng quên đổi đơn vị nếu có. Được chưa? Đừng quên đổi đơn vị nếu có. Thì ta sẽ suy ra được này, 11 nhỏ hơn bằng K nhân với 20 chia cho 2 nhân 2 nhỏ hơn bằng 19. 11 chia 5 là 19 chia 5 đúng không? 2 phẩy mấy đến 3 phẩy mấy đấy. Thì K bằng 3 rồi đúng không? Nếu tính cả hai đầu dây thì số lút sóng trên dây là, đừng nhầm nhá, K ra bằng 3. Nhưng mà đừng có kết luận C đấy nhá, toang đấy nhá. K là cái gì? K là gì? Số bụng. Mà để có 3 bụng thì phải 4 lút. Đúng không? Nên bảo rồi, nhìn thấy càng 3, à số đẹp, C toang. Bên này có ai chọn 3 không? Giỏi thế. Random à? Tôi đoán các ông lại random rồi. Nhìn thế là biết ngay chọn A, nghi lắm. Trường tính hay chọn? Tính à? Tạo tính hay chọn? Cứ êm mà phải chọn. À ừ, được. Hai anh tính hay chọn? Thử hỏi trước khi tôi chữa chứ, bây giờ chữa xong rồi bảo thế thì nó làm gì. Ôi 29, sao nhìn khiếp thế. Có ai làm được 29 không? Một dây dẫn thẳng đặt trong chân không mang cường độ điện trường không đổi, cường độ dòng điện không đổi. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây R một khoảng độ lớn B. Công thức là B bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y chia cho R. Cảm ứng từ gây ra tại một điểm do dây dẫn thẳng dài. Được chưa? 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với Y chia R. R là khoảng cách từ điểm đang xét đến dòng điện. Có độ lớn bằng B2 cho 2B2 bằng 3B1 và R1 trừ R2 bằng 3. Đây là giải hệ phương trình đúng không? Mọi người chỉ cần dùng cái công thức vừa rồi xong giải hệ phương trình là xong. Có hiểu không? Những ai làm được giơ tay. Câu này những ai làm được? Một người. Bên này, Trường, Thắng, Đức Anh. Trường sao? Ngẩng cái mặt lên sang ngồi cúi gằm thế. Bên này ai? Mỗi phòng một người đại diện à? Không làm tôi xấu hổ quá. Tính nhé. Ta sẽ có B1 bằng gì? 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y trên R1. B2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y trên R2. Em thay vào biểu thức 2B2 bằng 3B1 ý, thì được ra phương trình ẩn R1, R2 chưa? Kết hợp với cái R1 trừ 2 bằng 3 ấy, thì có giải hệ phương trình ra không? Thay vào đi. Trong đề này anh hết chỗ, anh không muốn viết. Ra bao nhiêu? 6 hay 9? R2 là 9, con R1 là 6. Giá trị của R1 bằng phong tính là bao nhiêu? 6 à? À để tôi xem.
biết nó tính ở đoạn nào. Sao nó tính ra 9? Tính ra 9 mà. Kiểm tra đi xem lại nhầm R1, R2 không. Hay đi, tính ra 9 này. Chỉ đố thì đương nhiên là phải xét hai trường hợp rồi. Vấn đề là em muốn biết R1, R2 như nào ấy, mọi người nghe nhé. B2 có phải bằng 3/2 B1 đúng không? B2 lớn B1. B2 lớn B1 thì B cái R là tỷ lệ nghịch với nhau. B2 mà lớn B1 thì R1 phải lớn hơn hay nhỏ hơn? Được chưa? Hiểu không? Vì nó ở mẫu mà. Thế thì R1 phải lớn hơn. Thế thì em giải ra hai giá trị 69 thì em phải chọn R1 bằng 9 chứ. Nào bên này hiểu chưa? Các đồng chí bên này hiểu chưa? Giải hệ khẳng định làm được nhá. 30. Nhanh nhỉ? Đấy 30 rồi. Đạt mục tiêu rồi đấy. Nào 30 nhá. Điện dung à, ZC bao nhiêu? 50. Tốt. Nhìn phải biết được 50 chứ không phải tính ra 50 nhá. ZL bao nhiêu? 150. 150. R100 à? ZL mà lớn hơn ZC, U sớm phan Y, Y chắc chắn phải là âm. Mà có mỗi đáp án bi trên 4 thôi, âm bi trên 4 thôi đúng không? Thì là C, D đấy làm gì? Được chưa? Cái ngoặc là giống nhau cả rồi, nên ta chỉ quan tâm là 1 hay là 2 thôi đúng không? Z bằng 100 bình cộng với 100 bình là 100 căn 2. 100 căn 2 với 100 căn 2 thì 1 đúng không? Đáp án C đúng chưa? U lớn Y mà phi U bằng 0 thì phi Y phải là âm. ZC 100 à, ZC 50, ZL 150. Nào hiểu chưa? Sao bây giờ vẫn còn lăn tăn cái câu này nhỉ? 31. 31 đọc thì thấy giống kiểu độc lập thời gian nhỉ? Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ là 20. Đây là Vmax nhá. 20 thì bằng omega nhân A. Phương trình thứ nhất. Vị trí cân bằng là Vmax mà. Khi có tốc độ 10 thì gia tốc là 40 căn 3. Nào độc lập thời gian như nào nào? V trên Vmax không được. Cộng A trên A mắc bình bằng 1. Xong làm gì nữa? Thì tính được A mắc. Để hỏi biên độ dao động. Ok. V trên V max tất cả bình cộng A trên A max tất cả bình bằng 1. Thay vào suy ra A max. Mà A max bằng gì? Omega bình A. Đúng không? Sau đó để tìm ra A thì lấy cái gì? Có omega A. Như câu 31 là dùng độc lập thời gian này. Ta có V ở vị trí cân bằng là V max 20 bằng omega A. Độc lập thời gian là V trên V max bình cộng A trên A max bình bằng 1. Thì ta thay V vào là 10. Thay V max là 20. Thay A là 40 căn 3 thì tìm được A max. Mà A max thì bằng omega bình A. Biết A max, biết V max thì sẽ suy ra được A bằng 5. Được chưa? Vậy chọn đáp án D. Vì cái đoạn video thầy quay ở lớp nó bị lỗi nên thầy quay lại cái đoạn này để cho các bạn không học off hôm đấy xem được trọn vẹn cái đề thi nhá. Thầy nói lại này, câu 32. Người ta cho là ở trên trái đất có hai con nắc đơn, cho các thông số L và S tỷ lệ với nhau như này. Bắt tính tỷ số của F1 trên F2. Thì các bạn đừng có dùng cái công thức F bằng K nhân X, vì đấy là công thức của con nắc lò xo. Đây là con nắc đơn. Thì muốn biết lực trong con nắc đơn tính như nào thì các bạn nhìn lại cho thầy cái hình vẽ mô tả quá trình chuyển động con nắc đơn. Một vật khối lượng M thì sẽ có trọng lực P. Người ta phân tích trọng lực P này thành hai lực thành phần là PN và PT. PN là thành phần lực theo phương pháp tuyến, nó sẽ triệt tiêu với lực căng dây T. Chỉ còn thành phần lực PT là theo phương tiếp tuyến, đóng vai trò là lực kéo về của con nắc đơn. Như vậy cái F1, F2 chính là cái PT này này. Và ta thấy rằng là gì?
Cái P này là không đổi. Nó bằng MG mà đúng không? PT thì bằng P nhân sin alpha. Như vậy lực kéo về thì tỷ lệ với sin alpha. Trong đó alpha là góc hợp bởi dây treo và phương thẳng đứng. Mà sin alpha thì tỷ lệ với alpha. Do đó ta có cái mối quan hệ là gì? F thì tỷ lệ với alpha. Ta có biên độ thì bằng L nhân alpha. Thì từ đấy suy ra là alpha thì tỷ lệ với S trên L. Được chưa? Đấy. Thế thì ta có tỷ số F1 trên F2. Thì sẽ bằng F1 trên S2 vì tỷ lệ thuận. Nhân với L2 trên L1 vì tỷ lệ nghịch. Mà S1 trên S2 thì bằng 2 phần 3. L2 trên L1 cũng bằng 2 phần 3. Thì hai cái thằng này nhân nhau thì sẽ ra 4 phần 9. Như vậy ta có đáp án C. Tiếp theo là câu 33. Là người ta hỏi gì? Tính công suất hao phí. Cái này rất là dễ thôi. Các bạn chỉ chép công thức công suất hao phí vào thay số là xong. Delta P bằng R B bình trên U bình nhân với cốt bình phi. Mà cốt phi bằng 1 rồi. Hệ số công suất bằng 1. Thì cái bình phương đấy bằng 1 thì ta bỏ qua. Như vậy ta có là 10 nhân với 12 nhân 10 mũ 6 bình. Vì ở đây là megawatt nên phải đổi là 10 mũ 6. Chia cho 500 kV bình, 500 nhân 13 bình. Thì thay số bấm máy các bạn sẽ ra được đáp án 5760W. Được chưa? Đấy. Tiếp tục là câu 34. Đây là cái bài toán xác định gì? Chiều truyền sóng của sóng cơ học. Và cái loại bài này rất đơn giản rồi đúng không? Thầy đã dạy rất kỹ rồi. Ở đây ta sẽ không dùng điểm B vì điểm B đang nằm chính giữa A và C. Đấy, thì ta sẽ chọn là điểm D. Từ hai điểm cực đại gần nhất của nó, của điểm D đấy, ta kẻ hai đường nằm ngang và thể hiện gì? Chiều truyền sóng. Chiều truyền sóng là chiều từ phải sang trái nên thầy kẻ hai đoạn đây. Chứ không kẻ sang bên này là chiều sang phải nhá. Từ điểm D kẻ một đường thẳng vuông góc với chiều truyền sóng. Nó cắt đường nào? Thì đấy là chiều lên xuống của cái điểm D đấy. Như vậy, nhìn hình vẽ ta thấy nó sẽ phải kẻ lên trên thì mới cắt được, chứ kẻ xuống dưới không cắt đúng không? Do đó điểm D đang là quá trình đi lên. Thế qua đỉnh thì đổi dấu. Thì E sẽ đi xuống. Qua C thì B đi xuống. Được chưa? Còn AC đang đúng đỉnh rồi. Thì cái này xác định dễ thôi. Là trong quá trình này thì ta sẽ có AB đi xuống này. Đến điểm C thì bắt đầu đi lên này. Và đến điểm này bắt đầu đi xuống này. Như vậy ta có là gì? A, B, E đi xuống. Và CD đi lên. Thì ta sẽ có đáp án C. Được chưa? Tiếp tục câu 35. Câu 35 này. Là người ta cho gì? Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vân vân. Và bắt gì? Xác định tốc độ của vật khi lò xo không bị biến dạng. Thì các bạn phải nhớ rằng là khi lò xo treo thẳng đứng thì trước khi dao động đã bị giãn một đoạn là delta L rồi. Như vậy đấy là vị trí cân bằng mới. Thế thì vận tốc ở vị trí lò xo không biến dạng có nghĩa là khi đấy vật nặng phải chuyển động đi lên làm cho lò xo bị lén đến vị trí không biến dạng. Thì cái đoạn mà đi lên đấy, từ vị trí cân bằng đi lên đấy chính là cái đoạn delta L biến dạng ban đầu luôn. Thì ta tính được delta L bằng MG trên K. MG và K cho hết rồi thì thay số và tính được 2,5cm. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, các bạn có thể bị lừa chỗ này. Kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho lò xo giãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Thì thông thường có cái từ thả nhẹ này thì đây là biên độ đúng không? Nhưng các bạn sẽ bị lừa chỗ là kéo xuống dưới một đoạn lò xo giãn 7,5. Khi chưa kéo đã giãn 2,5 rồi. Mà kéo để nó giãn 7,5 thì thực ra chỉ kéo có 5cm thôi. Do đó ta xác định từ ngay biên độ dao động là 5cm. Đúng chưa? Và ở vị trí lò xo không biến dạng thì chính là đang ở trong quá trình đi lên lén. X sẽ bằng âm 2,5. Thế các bạn hoàn toàn có thể dùng công thức độc lập thời gian để tính vận tốc. V bình bằng omega bình nhân với A bình chứ X bình. Trong đó A có, X có, omega tính được. Thì các bạn sẽ tìm được V bằng 86,6cm trên giây. Được chưa? Câu 36. Cho cái mô hình nguyên tử hydro của Bohr này. Đấy, bắt tính tỷ số tốc độ trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M. Thế thì bài này cũng giống như cơ câu 32 ý, là các bạn phải xem rằng cái biểu thức vận tốc ở trên mỗi quỹ đạo được xác định như nào, từ đó mới tìm được tỷ lệ. Thế ta cái hình dung là gì?
các cái e chuyển động đấy thì nó sẽ có động năng, mà động năng thì bằng mv bình trên 2. Thế thì có nghĩa rằng năng lượng tỷ lệ với v bình, đúng không? Mà năng lượng của electron trên quỹ đạo dừng thì được xác định bởi công thức là trừ 13,6 trên n bình. Thế thì ta thấy rằng e tỷ lệ với 1 trên n bình, e tỷ lệ v bình thì bắc cầu suy ra v bình tỷ lệ với 1 trên n bình. Hay nói cách khác là v tỷ lệ với 1 trên n. Đó. Thế ta có này, v quỹ đạo k trên v quỹ đạo m thì bằng n quỹ đạo k là 1, 1 trên 1 chia cho n quỹ đạo của m là 3 thì là 1 trên 3. Thì ta ra được kết quả là 3. Như vậy là đáp án A. Được chưa? Đó. Như vậy là ta còn 4 câu là 37, 38, 39, 40. Thực ra là gì? Cái đề này là có mấy câu khó ở cuối, nhưng mà không phải câu nào cũng khó. Ở đây thầy sẽ nói câu 38 trước. Câu 38 nhìn đề thì dài, nhưng mà bản chất nó chính là cái bài toán gì? Sự trùng nhau ở vân sáng. Ta sẽ có công thức là K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2. Người ta cho là vân sáng bậc 5 của lambda 1 thì trùng với vân sáng bậc K2 của lambda 2. Đúng không? Thế thì ta phải đi tính lambda 1, bởi đề đã cho A nhỏ, cho D, cho Y rồi. Thì lambda 1 bằng AI trên D. Em thay số vào tính được 500 nanomet. Thế từ đây ta rút được lambda 2 sẽ bằng 5 lần lambda 1 trên K2. Chính là 5 x 500 trên K2. Mà lambda 2 lại trong phạm vi từ 400 đến 650. Thì các em sẽ tìm được K trong phạm vi nào đó, đúng không? Ở đây ta sẽ ra là K2 lớn 3,8 và nhỏ hơn 6,2 chẳng hạn. Thế các em sẽ suy ra được rằng K sẽ bằng 4, 5 và 6. K2 bằng 4, 5 và 6. Lấy K2 thay vào biểu thức này thì ta sẽ tìm được lambda 2, đúng không? Và với K2 bằng 4 thì em sẽ tính được là 625. K2 bằng 5 thì sẽ tính được là 500. Và K2 bằng 6 thì tính được là một số lẻ là 410 mấy đấy. Đấy, chừng nhớ 18 chẳng hạn đi. Thế thì trong 4 đáp án này chắc chắn có 418 rồi thì bỏ đi. Cái đáp án 500 này cũng bỏ, vì sao? Nó trùng với lambda 1. Chỉ còn 625 thì thể hiện đấy là lambda 2, do đó ta có đáp án A. Đấy, thì câu 38 không phải câu khó. Đối với cái đề này thì thấy rằng chỉ có câu 37, câu 39 và câu 40 là dài dòng, khó hơn một chút về mặt tính toán. Đấy. Thì đối với những cái bài khó thầy đã bảo rồi. Thầy sẽ chữa công khai là khoảng tầm 30 đến 35 câu đầu thầy sẽ chữa công khai. Còn 5, trung bình là 5 câu cuối thì thầy sẽ chữa tại lớp off. Một là đối với các bạn học khá giỏi, lấy điểm 9-10 thì thầy sẽ chữa chi tiết. Hai là đối với các bạn mà lấy điểm 7 trở lên thì thầy sẽ dạy các bạn random. Và nếu bạn nào học hôm buổi hôm thầy chữa ở lớp của đề này thì biết rồi, đúng không? Hôm đấy thầy random cho các bạn 9 câu. Từ câu 32 trở xuống, thầy random từ câu 32 trở xuống 9 câu. Và ta đúng được 7 trên 9 câu, đúng 7 câu. Ta làm đúng chắc chắn 31 câu đầu rồi, đúng không? Cộng thêm 7 câu là ta được 38 câu. Đấy, thế thì tính ra là các bạn đã được 9,5 điểm rồi. Còn đối với những bạn nào khá hơn thì các bạn thấy rằng thì đề này nó không xếp theo cái mức độ là tất cả câu cuối là khó cả. Mà trong đó mấy câu như 32, 33, 34, 35, 36 và 38 thì vẫn hoàn toàn có thể làm được đối với các bạn có học lực thì khá. Đấy, được chưa? Như vậy là câu 37, câu 39, 40 thì thầy đã dạy các bạn random rồi, do đó thầy không chữa ở đây nữa. Được chưa? Đấy. Còn bạn nào mà có lịch học off mà hôm đấy nghỉ không đi thì các bạn sẽ mất quyền lợi thôi, vì đấy là lỗi của các bạn, đúng chưa? Đấy. Ok, như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em cái đề thi của Sở Giáo dục Hà Nội môn vật lý năm 2021. Và thực ra là đấy, cái đề lý, đề hóa cũng như đề toán của cái đợt thi này không phải là quá khó, nó phù hợp với việc giảm tải khi các bạn đang phải nghỉ dịch. Được chưa? Thì đấy, các bạn cứ bám vào các cái đề của Sở để ôn thi cho thật tốt nhé. Rồi, ok, thầy tạm biệt các bạn.